anh không có giống như vậy, là bởi vì đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Và anh chỉ có thể muốn nói với em là anh sẽ tô điểm cho đóa hoa đó. Anh có chuẩn bị cho em một cặp hoa tai. Anh xin phép đeo lên. Đây chị cầm đó, chị cầm cái hộp đó. Tôi đang xem bộ phim ngôn tình gì đấy. Giật ra. Trời ơi, ông rung. Em rung quá. Rồi đeo đi. Em thông cảm với anh rung đó. Cho nên là có lỡ đâm vô thịt thì em đừng có. Ta có cái lỗ sẵn đó nha. Làm xong rồi làm ra cái lỗ khác đi. Không lẽ tôi tổ chức đám hỏi đây luôn chứ. Bây giờ em trai về đây em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình đi em trai. Dạ em xin chào anh MC Quyền Linh. Xin chào chị MC Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ ở phía bên kia. Chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em đang là một ca sĩ tự do. Wow, ca sĩ. Dạ vâng. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng. Biển vẫn cứ thế trông về nơi xa, kiều hoa ngôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể. Lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội, tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la. Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Xin cảm ơn ạ. Một màn chào sân quá là ấn tượng. Rồi bây giờ mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào bạn trai, gia đình bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như, năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến từ một thành phố rất yên bình và bạt ngàn những đồi trà xanh và cà phê. Bảo Lộc. Đúng rồi ạ, đó chính là thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của trà và tơ lụa ạ. Hiện tại em đang làm trong một khu du lịch và khu du lịch này có một con thác được bình chọn là đẹp nhất thế giới. Đó chính là khu du lịch thác Đam Ri ạ. Wow. Em có thể hát một bài nào để đáp lại với nhà trai không? Cho phép em đọc một bài thơ để đáp trả lại bạn trai được không ạ? Để đáp lại thôi, nghe đáp trả nó nặng nề quá. Em xin gửi đến bạn Nam cũng như các bạn khán giả bài thơ là Mai anh về Bảo Lộc với em không. Mai anh về Bảo Lộc với em không, nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê, vùi thật sâu giấu mình trong chiếc áo. Đêm phố thị sương giăng mờ hư ảo, cốc đậu nành chậm chậm ấm đôi tay. Hay mình cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe bờ hồ nghiêng sóng. Có cậu bé khua đôi chèo lóng ngóng, cá không nhiều liệu đủ bữa hôm nay. Về để nghe hương khói mắt cay cay, sao yên tĩnh chiều cầu an Phước Huệ. Nhà thờ bên đang vào giờ thánh lễ, vẳng đâu đây nghe một khúc kinh cầu. Về đi anh, mình cùng đến Đam Ri, nghe thác đổ giữa đại ngàn xanh thẳm. Nghe chuyện tình dẫu ngàn năm còn thắm, một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. Trời ơi, chị mượn sao mà nó ngọt ngào, nghe ai cũng muốn về Bảo Lộc hết trơn. Chỉ là một cái bài thơ cô ấy in ra để đọc dành tặng cho chương trình thôi mà cô ấy đã có đính đây một cái nơ. Đây là thể hiện một cô gái cực kỳ chu đáo luôn.
Đây có phải là ưu điểm của em không? Chu đáo. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Hay quá. Rồi, mình nói luôn ưu điểm của đúng mình rồi. Đi nè. Dạ, ưu điểm của em là em tự lập ạ, quyết đoán, mạnh mẽ ạ. Em có thời gian quãng du học ở Nhật là 5 năm. Các vấn đề về đi làm, kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được ạ. Giỏi quá. Em là một người hết mình vì công việc ạ. Cho nên là đôi lúc khi mà mình hết mình vì công việc, cho nên là em thường hay mang việc về nhà, cũng như là không chăm sóc bản thân mình. Về ưu điểm thì có thể là em là một người rất thích chia sẻ và chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui và nỗi buồn. Em là một người cũng khá là cầu toàn á, cho nên là cái việc đó điên thế nào rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi ạ. Một bạn là thời cấp 3 và một bạn ở bên Nhật ạ. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ 3 năm anh ạ. Trời, 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. 3 năm ở một nơi xứ người. Đúng rồi. Các bạn nương tựa nhau. Nhiều kỷ niệm lắm chia đó. Chia sẻ với nhau rất là nhiều nhưng mà không thể ở bên nhau được. Chắc là buồn lắm hả? Dạ. Chị qua chị nhiều chuyện coi nhà trai bao nhiêu mối tình. Dạ. Trai chắc dạ, cũng khá dạ. lắm à. Dạ, dạ chị Lê. Thì về tình trường của em thì chắc là em có 3 mối tình. Thấy chưa? Thấy chắc khá là rồi. Có 3 mối tình đó. Chắc là thấy khá rồi đó. À, lúc thật sự là chính xác là 3 mối tình. Ừ. Mối tình gần nhất của em là kéo dài 4 năm rưỡi. Khi em gần tiến đến sắp sửa sẽ cầu hôn bạn đó. Nhưng vì một số cái lý do giữa cả hai đứa cho nên là tụi em đã phải chấm dứt. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Dạ thì như hồi nãy là bạn nữ có nói là bạn nữ có cá tính độc lập, tự chủ về tất cả mọi thứ. Đó là mẫu hình tượng mà em rất là mong muốn tìm được một người như vậy. Bên đây là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam luôn đấy. Có đủ luôn. Thật ra nãy giờ á, mình nghe cô gái nói thì cô gái này gọi là có đầy đủ những cái gì em muốn. Thậm chí có hơn luôn. Tôi không phải nịnh nàng gái chứ tôi thấy là nàng gái ok. Rồi giống người Nhật quá ta. Xinh xắn dễ thương, bản lĩnh. Tôi cũng rất tự hào về nhà gái của tôi. Còn nhà trai tôi thấy hát hay, cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng nhanh nhạy ha. Bây giờ mong muốn nhà gái có bạn trai như thế nào à, một mẫu hình gì nói coi, coi giống bên kia không? Dạ em mong muốn người bạn trai của em đầu tiên là phải là người trưởng thành ạ. Trưởng thành có. Dạ. Không cần quá đẹp trai. Cũng hơi được. Hơi đẹp trai. Dạ không cần quá đẹp trai nhưng mà sống phải tử tế lương thiện ạ. Có lương thiện không em? Dạ. Khó trả lời, đừng hỏi điều đó, nó nhạy cảm lắm. Tôi hỏi hỏi có lương bổng hay không thôi. Lương bổng hay không thôi. Có lương bổng không em? Dạ lương, lương cũng bay bổng vậy lắm đó. Dạ lương em cũng bay bổng vậy lắm. Người ta quan trọng lương bổng. Giờ hỏi cô gái đâm ri đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị gái của em ạ. Trời dạ ơi. Chào nhà gái. Dạ nhà gái xinh. Nhà lúc nào cũng rất là yêu chiều bé Như. Nhưng mà khi mà bé Như đi qua Nhật á thì mọi người hoàn toàn bất ngờ, vì bé Như là một người rất tự lập. Ở trong bạn đấy là có những cái tiềm năng mà gia đình cũng khá là bất ngờ về bạn này. Nên là gia đình cũng mong muốn rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người nào đó có thể là sau này sẽ rất là hạnh phúc. Nghe chị ấy nói bây giờ tôi mới ngược lại nhà trai. Bảo trọng nha em. Bảo trọng nha em. Rồi còn đây là chị hay là em của nhà gái? Dạ em là chị ạ. Chị thứ mấy? Dạ em chị thứ ba ạ. À em thấy anh sao? Em thấy anh rất là đẹp trai, có tài. Còn bên đàn gái thì gọi như là trai tài gái sắc rồi ạ. Dạ nếu mà em cảm thấy con tim mình rung động thì em hãy cho chàng trai bên này một cơ hội để hai người cùng bước đến một con đường dài hơn. Mấy chị em ai còn ở không? Hiện tại là chỉ có một bé ở nhà là... Ở không thôi hả? Không phải là ở không. Bé nhà có gia đình nhà, hả? Dạ. Còn ba chị em ở không hết hả? Đi gã, gã thêm bé này nữa. Để tụi tôi lo mấy vụ này hết cho. Rồi, bây giờ thì mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với những người đồng nghiệp của em. Đây là những người cùng em làm việc về âm nhạc ạ. À, rồi, chào em chào trai. Chào nhà trai ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh ạ. Chào MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Kiên ạ. Thì nãy giờ em ngồi nghe bên nhà gái đã chia sẻ có vẻ hơi uổng phí khi mình chưa tới Bảo Lộc ạ. Dạ mới nhìn người Bảo Lộc thôi nhưng em thấy yêu Bảo Lộc rồi đó.
Dễ thương quá. Nghe đã đôi tay thiệt. Những cái tài năng của bạn nữ bên này thực sự là khiến cho em rất là ấn tượng. Anh bảo là một ca sĩ thì cái công việc về thời gian, về tính chất công việc nay đây mai đó, rồi cái sự bấp bênh rất là khó. Rất là bấp bênh. Cái đó là cái mà nhà gái chú ý ha. Em sẽ đề nghị với anh Bảo, nhất là anh Bảo làm rể ở Bảo Lộc rồi dắt bọn em đi thì quá là tuyệt vời. Cảm ơn nhà gái, nhà trai rất nhiều. Để ca sĩ với gọi là thi sĩ chúng ta gặp gỡ nhau thế nào nha. Mở nào. Anh chào em. Như những cặp đôi khác, họ sẽ dành tặng những đóa hoa cho nhau. Dạ. Nhưng anh nghĩ anh không có giống như vậy, là bởi vì đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Và anh chỉ có thể muốn nói với em là anh sẽ tô điểm cho đóa hoa đó. Anh có chuẩn bị cho em một cặp hoa tai. Anh xin phép đeo lên. Đây chị cầm đó, chị cầm có hộp. Chị đang xem bộ phim ngôn tình gì đấy ta? Giật ra. Trời ơi, ông rung. Em rung quá. Rồi đeo đi. Em nghe thông cảm với anh ơi, rung lắm. Cho nên là có lỡ đâm vô thịt thì em đừng có. Ta có cái lỗ sẵn đó nha. Làm xong rồi làm ra cái lỗ khác đi. Không lẽ tôi tổ chức đám hỏi đây luôn chứ. Bây giờ em trai về đây ngồi đi nào. Chưa, nhà gái chưa tặng quà. Ủa nha. Ủa gì còn? Trời hôm nay ơi, em nữa. Mang từ Lâm Đồng lên một bức ảnh, một bức tranh tặng anh ạ. Anh có thể mở cái bức tranh này ra để em nói về ý nghĩa bức tranh được không ạ? Ok. Em phụ anh nha. Ok. Anh chế tặng. Em gửi tặng anh Thác Đam Duy. Đây là biểu tượng của quê hương em. Và em tặng món quà này gửi tặng anh. Và hy vọng rằng anh có thể để món quà này trong một vị trí ngôi nhà của anh ạ. Anh sẽ để vào nơi mà luôn luôn lúc nào anh cũng thấy. Đó là trong trái tim anh. Rồi đem về đây đi nào. Được. Bây giờ tới lúc mình hai đứa trò bấm nút chuyện luôn không? Hai đứa bấm nút luôn không? Bấm nút luôn không? Bấm nút luôn á. Anh nhìn rất là lịch lãm á. Còn anh nghĩ gì về em ạ? Đúng, đây là cái gu của anh rồi. Chắc là ngày hôm nay sau khi anh rời khỏi chương trình này, anh sẽ có một người gọi là người yêu của anh. Anh biết rồi, anh biết rồi. Nếu như ngày hôm nay em không bấm nút thì em vẫn hy vọng anh có thể làm bạn và có thể dẫn gia đình anh cũng như bạn bè đồng nghiệp anh đến quê hương em. Và thật sự là cái rung động ban đầu nó rất là cần thiết á. Nếu như mà em làm anh buồn thì em mong rằng anh cũng có thể tha lỗi cho em nha. Cô nói vậy hẹn hò sao mà em đưa ra thử cái vấn đề coi làm sao. Anh nghĩ xa là quá đó. Chắc là có những vấn đề gì mà chúng ta chưa có hiểu được với nhau. Thì anh nghĩ là cái bước sau này, sau chương trình này thì có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Còn cho nhau một cơ hội hay không thì cứ để thời gian sẽ quyết định. Mới vô nói sao xui quá vậy? Chắc là cô này cũng hơi lo lắng về chuyện xa xôi đó. Cái mong muốn của em là gì? Thật sự là em cũng muốn một bạn ở gần nhà em một xíu. Tại vì là em là con út và em muốn là làm sao mà mình lo được cho mẹ nữa. Người ta dọn nhà lên ở luôn rảnh được không? Về khoảng cách để em lo cho gia đình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ hỗ trợ em được. Tại vấn đề rất là dễ cho nên em đừng có lo quá. Bảo Lộc cũng hát rồi sao? Thành phố Hồ Chí Minh cũng hát mà. Anh nghĩ là có một ngày nào đó anh sẽ đem tiếng hát của anh lên tận trên Bảo Lộc để hát cho em nghe mà. Ben nghe câu này Ben cũng hơi lo. Chắc sắp có một người bỏ Ben. Nói về rồi thôi mình quyết định thôi. Nào. Bấm nút là chúng ta quyết định hẹn hò với nhau. Còn nếu như chúng ta cảm nhận không rung động, chúng tôi cũng khuyên không nên bấm. Chuẩn bị. 1
2 3 Hết thời gian. À, rồi, em gái không bấm. Thật ra một câu chuyện rất đẹp, đẹp lắm các bạn. Nhưng mà khi em gái nói câu đó, tự nhiên tất cả đều trùng lại, đứt ngang một cách đột ngột như vậy. Sau chương trình này em vẫn sẽ kết bạn với bạn. Em vẫn đi Bảo Lộc. Dạ vâng, em vẫn sẽ đi Bảo Lộc. Biết đâu mua nhà để trồng trà. Dạ. Để bán trà, uống trà. Dạ vâng. Để nghe đọc thơ. Dạ. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. Dạ vâng. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Hải ạ. Năm nay 28 tuổi, hiện là em đang công tác tại ngân hàng OCB Phương Đông ạ. Ngân hàng Phương Đông? Dạ. Bạn làm chuyên về gì? Em làm chuyên về tín dụng doanh nghiệp ạ. Tín dụng doanh nghiệp tức là cho doanh nghiệp vay vốn. Đúng rồi ạ. À. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Thanh Hóa. Dạ, cảm ơn bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em chào chị Cát Tường ạ, à. Em chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên em là chào gì? Chị Linh. Em tên là Diệu ạ. À. Diệu. 23 tuổi. Diệu hiện giờ đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh ạ. À. Nhưng mà lý do tại sao em đến với chương trình? Em muốn tìm một người bạn trai. Thế từ trước tới giờ là mình không có bạn trai. Dạ có. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi ạ. À. Tại sao 2 năm mình không tìm được? Lý do tại sao mình ê sắc ế? Có thể là em hay xét nét, rồi với lại em hay để ý để em moi móc cái tật xấu của người ta. Trời đất ơi. Trời đất ơi, chi vậy? Sao bạn? Bạn thấy sao? Nói chung là cũng hơi gây gai go go. Hơi gây go go chút. Tính bạn như thế nào? Tính em thì thẳng thắn, người cởi mở với bạn bè. Họ đồng trong công việc. Có hay moi móc cái xấu của bạn bè không? Dạ không, cái xấu nó thì tự họ biết, họ suy nghĩ, họ điều chỉnh lại do chính mình, chính bạn đó thôi, chứ mình không có soi mói gì hết. Bạn có đặt ra cái mẫu người, cái chuẩn của bạn như thế nào không? Ngoại hình thì em thích người cao ráo, đô con một tí, bụng bự. Hả? Cái gì em? Bụng bự. Tại sao vậy? Sao thích người bụng bự? Nhìn nó cảm giác nó ấm áp rồi. Trời đất ơi, cái vụ này lạ nữa à. Mình nói bụng bự không anh Linh? Hả? Ồ, bữa nay sao mình gặp toàn là... Rồi. Mà nghe này lạ cho bụng bự hơi ấm áp chút xíu. Nhưng mà bên đó có bụng có bự không? Bự. Thiệt không? Bên đây đô, bụng bự. Nãy giờ là bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn vậy rồi. Bạn thấy như thế nào? Chắc cũng đáp ứng được 70-80% anh ạ. 70-80% ha. Wow. Bạn cao ráo hả bạn? Dạ em cao 1m76 ạ. À, quá tốt. Mình ha. Có nhận thấy khuyết điểm của mình là gì chưa? Dạ khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và cũng nói chung là cũng hơi ít nói xíu. Không sao, đàn ông mà ít nói là tốt. Bạn làm ngân hàng thì ở trong ngân hàng nhiều cô gái xinh lắm. Dạ vâng, hiện tại thì bên chỗ em thì cũng có rất là nhiều chị em rất là xinh. Nhưng mà do đáng tiếc là các chị em cũng có gia đình hết thôi, thì mình không đụng chạm được cái gì nữa. Không đụng chạm được hết hả? À, hàng của mình cũng có người sở hữu hết rồi anh. Thế bạn có cái tài năng, cái năng khiếu gì không? Dạ sở trường em cũng không có sở trường gì nhiều chị ơi. Thế rồi mình gặp cái người đối tượng mình, nếu mình thích rồi lát mở màn lên mình thích cái bạn gái này rồi mình tỏ tình sao, mình bật xi nhan đèn đỏ cho người ta biết làm sao? Chắc là đá nông nheo gái chị ạ. Đá nông nheo đâu? Đá coi thử rồi. Dạ chị. Đâu đá đi. Thôi. Đá một cái vậy thôi hả? Đá nhiều một cái. Đá xong hồi rồi cái tự nhiên một cơn gió độc thổi qua là dính luôn vậy nè đó. Chắc cũng hy vọng như vậy chị. À nhưng mà rất là có duyên, mặc dù ít nói nhưng mà rất là duyên, đá lòng nhau thôi ha. Dạ. Những vấn đề ở đây là cô này cũng hơi khó tính một chút xíu, có hay xét nét hay bắt lỗi người khác nữa. Thì bạn có ngại chuyện đó không? Chắc nếu mà bạn ấy bắt lỗi thì chắc bắt lỗi em rất ít luôn. Hả? Cũng ít khi được bắt lỗi được em lắm á. Sao vậy? Cái nơi em loàn lách lỗi. À, thế là mình loàn lách giỏi thôi chứ không phải là mình không có lỗi đúng không? Đúng rồi, ai cũng có lỗi hết gì ạ. À, có nghĩa là trước mặt là mình cứ là hoàn thiện, sau lưng là mình có quyền có lỗi. Lỗi không, ý em nói không phải là có lỗi, nhưng mà đôi khi anh em đi chơi bời thì cũng đừng có thổ lộ gì nhiều chứ bạn. Chơi bời đâu? Chơi bời gì? Đi dạo hoàng, đi hát karaoke hoặc đi đâu đó. Đâu vậy? Bạn nói thẳng quá đó. Nhiều khi mình cũng góp ý mê mé thôi. Được không? Dạ. Vậy thì đỡ hơn. Mình phải thay đổi một tí, mình phải nhẹ nhàng. Cái đó là được rồi. Tôi nghĩ như đó được rồi. Không đó, những góp ý của anh Linh là rất chân thành đó. Mình nhẹ nhàng, dễ chịu chút xíu thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau.
Kéo màn lên. Khó chịu như chị là ở một mình nha. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào anh. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Lúc nãy anh có nói là anh luồn lách giỏi. Không, ý anh luồn lách là tức là trong công việc thể thao ít khi, đôi khi là anh em đi chơi về thì đừng khai báo gì với vợ con ấy. Đôi khi thì mình đi chơi về khuya xíu rồi vợ cằn nhằn ấy, nói anh còn lên nói cằn nhằn. Đúng rồi, cái đó là đúng chính xác, không anh công nhận điều đó. Sao em có hỏi, muốn hỏi điều gì anh không? Sao anh không hỏi em? Thì anh không hỏi em mong muốn người như thế nào? Ừ, em mong muốn người như thế nào? Như anh được không hay là đòi hỏi cao hơn? Nhưng mà giờ á, anh làm ngân hàng đó, tiền ai giữ? Thì chắc chắn thì cho vợ giữ không nổi thì chắc là gửi kiệm. Hồi nãy anh nói là anh luồn lách giỏi nên là em không có tin cái khoản này. Không phải là luồn lách giỏi, ý em nói là bạn hay soi mói về cái điểm yếu hoặc là điểm tật xấu của đối phương hoặc là một ai đó, đúng không? Thì cái đó là ý mình không phải là luồn lách giỏi, mà cái vấn đề là mình nói là ít để cho đối phương thấy những điểm yếu của mình. Đấy, ý mình là trong lòng mình nói là như vậy, chứ không phải là mình không có cái suy nghĩ sâu xa gì như luồn lách cái này cái kia đâu. Đây, cuối cùng là bạn cảm nhận người bạn gái ngồi phía trước mặt mình là người như thế, thấy như thế nào? Cảm thấy bạn là một người rất chi là truyền thống. Có hợp với mong muốn của bạn không? Dạ, có, em thì cũng muốn tìm một người phụ nữ rất là hiền đảm, hiền lành, biết lo cho cuộc sống gia đình. Cũng chỉ mong muốn vậy thôi, cũng không đòi hỏi. Thấy bạn nam là thật tình đấy, ưng cái bụng rồi đấy. Bạn nữ thì sao bạn? Anh không được sâu sắc như là em mong đợi. Anh thấy anh ấy cũng sâu sắc đấy chứ. Anh muốn tiến đến một cái gì xa hơn đấy, em phải suy nghĩ cho kỹ. Rồi, hết giờ. Đó cũng chỉ là những trao đổi ở những cái nhìn đầu tiên. Và quan trọng là chúng ta hãy chậm lại. Anh nghĩ đây cũng là một người đàn ông của gia đình đấy mà. Suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết giờ. Mời bạn. Mình nghe có 2 thì mình đã nghe bạn trai đã bấm nút rồi. Bạn gái thì vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình lúc nãy. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai mà bạn lại không nhấn nút? Bạn không có đồng cảm với anh ấy ở cái điểm nào? À, chắc có lẽ là tại vì em cảm xúc em chưa có. Không có, nên là em đang cố tìm ra cái mà em không hài lòng của anh ấy, chứ thật sự là anh ấy không có cái gì mà chứ là chưa rung động con tim của mình. À, dạ đúng rồi. Bạn trai thì sao? Dạ thì cái đó là cái quyết định của bạn ấy thôi, chứ cũng không ai là do em cũng muốn hướng tới một cái gì đó thực sự hơn, chứ không phải là sống kiểu sống ảo không này kia nữa. Về phía tôi thì tôi cảm nhận bạn như vậy. Mà từng nghĩ rằng anh Quyền Linh cũng cảm nhận như vậy, có nghĩa là thấy sự chân thật của bạn và cái sự mong muốn tìm đến một cái hạnh phúc của bạn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thật sự là mình rất là thích con gái ở miền Tây. Vậy là dự định sau này của bạn là bạn làm ở Sài Gòn luôn đúng không? Dự định của mình á là em đi đến đâu xe anh theo đến đó. Biết cách nói vậy sợ. Thực ra nghề đạo diễn sản nhà sản xuất chỉ có tại Thành phố Hồ Chí Minh thôi mới phát triển, mới gọi không có đâu có thể phát triển mạnh mẽ cái nghề này phát triển được hết. Nhưng nó nói hay quá, nghe ngọt ngào vậy sao. Không sao, về gì nói chung là Vĩnh Long là cũng một cái đài truyền hình. Vĩnh Long mạnh lắm chứ bộ. Không phải là nơi sản xuất phim, không phải là nơi đấy, chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nơi đài Vĩnh Long chỉ để phát và để chiếu thôi. Cô không cứu con được nha. Không cứu con được rồi con ơi. Chắc để khởi động chương trình thì em xin gửi đến bạn nữ một bạn mashup 2 ca khúc cũng gần đây cũng khá là nổi tiếng, đó là Dịu Dàng Là Ngày Em Đến và Phải Chăng Em Đã Yêu. Các cô vỗ tay dữ vậy. Em mong là anh Mai Anh Tài có xem chương trình thì đừng đánh bản quyền em. Đứng lên biểu diễn luôn tí. Coi chừng không phát YouTube được. Dịu dàng là ngày em đến, sông nàng là bài hát đêm, nhẹ nhàng người cất lên, xíu lòng từng đêm mong ngóng. Bầu trời giờ là sân khấu, nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu.
khiến trái đất lạc quên lối về. Bây giờ... hôm nay đi đâu anh sang đón nhé, lúc này mới có mưa, vậy em đã đi ăn gì chưa? Hôm nay đi loanh quanh lạc ngay vào tim anh, chợt nhớ thương rồi vẫn vương rồi muốn yêu. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say từ chiến được tầng mây quá xa vời. Anh lên từng giấc mơ được có em. Đẹp đôi quá. À, nhà gái có biết nhảy múa gì không? Múa một đoạn đi nào. Dạ, con chưa có chuẩn bị. Không. Rồi. Lại là con đang rung quá. Rung quá, một dạ. Chàng trai thật ra rất là nhiều cái tài luôn đó. Dạ. Rất là có duyên nữa. Bây giờ thôi mình nói chút xíu về hẹn hò đi. Đứa Tiền Giang, đứa Sài Gòn đó. Hẹn hò sao nè? À, cho anh hỏi là hiện tại là em đang ở Tiền Giang. Dạ không, em đang học ở Sài Gòn luôn. Là em ở đây với ai á? À, em ở chung với bạn. Bạn? Quận mấy, giới thiệu luôn. Ờ, à, em ở Nhà Bè. À. Nói chung thì là Nhà Bè nước chảy chia hai, thì ai về gia đình Đồng Nai thì về gia đình là về Gò Vấp. Thì Gò Vấp qua Nhà Bè thì nó cũng hơi xa. Khá là xa, nhưng mà đã yêu thì sao mấy cũng thấy gần. Đúng rồi. Trời ơi. Mình không ngại việc đến Nhà Bè đâu, mình chỉ cần một lý do thôi. Tôi chán quá. Tôi già cả, tôi ở đây bao nhiêu bây năm. Bây giờ mình nói một tương lai xa hơn đi. Ví dụ hai đứa tiến xa hơn thì khoảng bao lâu mình dự định sẽ kết hôn? Rồi kết hôn mình tương lai mình sẽ làm gì? Thí dụ tương lai bạn gái muốn làm gì? Tương lai bạn trai rất rõ ràng rồi, tương lai bạn gái sẽ làm gì? Mình chia sẻ với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Cho phép anh được lắng nghe em trước. Dạ, thật ra thì tới với con thì con cũng rất là còn rất là trẻ. Đối với em á, nói với bạn á. Thật ra đối với em thì em thấy em cũng còn rất là trẻ. Với lại là kiểu em cũng chưa học xong nữa. Nên là em thấy trước tiên thì mình nếu mà tìm hiểu thì tìm hiểu nhau trước. Xong rồi mình xây dựng tình cảm từ từ. Rồi tới cái lúc mà mình thấy mình có đủ nhiều tình cảm đó. Rồi với lại là sau khi ra trường có việc làm ổn định thì mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Riêng bản thân của anh là một người rất thích làm bố, trẻ con. Và anh là hình mẫu của anh sau này là giống chú Quyền Linh. Là sẽ được một, như một người cha như chú Quyền Linh. Và hy vọng là có thể có được một cô bé phiên bản lọ lem thứ hai như chú Quyền Linh đang có chẳng hạn. Và đối với anh lập trình bây giờ, em muốn ngày mai có thể cưới em ngay lập tức. Wow. Mọi cái anh đều đã có được sự chuẩn bị riêng cho mình từ những cái gì mà anh tích cóp. Chỉ là cần là mình có rồi đúng không? Dạ. Chỉ cần là mình có tình cảm đủ với nhau, có được một cái gọi là một cái kế hoạch rõ ràng cho tương lai thì anh sẵn sàng để mà đùa về phía sau một xíu để có thể giúp cho em thành công hơn. Và đối với anh, một người con gái không chỉ làm hậu phương không mà còn là một cái người động viên mình, làm tinh thần cho mình rất là nhiều. Với công việc của anh thật sự rất là stress, rất là áp lực, rất là nhiều thứ. Và em nghĩ là những người nghệ sĩ họ sôi nổi trên sân khấu như thế, nhưng khi tụi anh về nhà và mở đèn lên thì ai cũng đi ngủ và mình chỉ có mình một mình với bóng tối, là rất là buồn. Nhiều khi mình cũng khóc, mình cũng kiểu là không biết tại sao mình lại cô đơn như vậy. Mặc dù là xung quanh mình có rất nhiều cô gái đẹp, có rất là nhiều bạn dễ thương, nhưng mình lại không có thể rung động được. Bởi vì anh có một quy tắc, đó là con thầy vợ bạn gái cơ quan là anh không thể nào mà dây vào những cái đó được. Mặc dù là ngoài đời cũng có, và cái mức độ đó nó anh nghĩ là chưa hợp và chưa có duyên. Tuy nhiên là anh nghĩ là ngày hôm nay khi đến với chương trình thì anh nghĩ là mình đã có thể có được cái lời đáp cho cái bài toán mình cô đơn như thế nào rồi. Hay quá. Tôi nói cho con nghe, khó tìm được một người như vậy lắm. Bản lĩnh, giỏi, đầy đủ gọi là kỹ năng sống, kinh nghiệm sống,
một cái con người rất là thật tình như thế. Chí nói đúng đó con, thật ra người nghệ sĩ đó thấy họ rất vui trên sân khấu, nhưng tối về chỉ có một mình thôi. Khi mình đi về nhà đó, 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, 2 giờ đêm, 3 giờ đêm, ngay cả chú cũng một mình một tô cơm giữa đêm khuya như thế. Sáng mọi người đi hết rồi, mình dậy mình đi ra tới tối khuya mới về, cũng lủi thủi một mình thôi. Chính vì thế Trí cũng rất là cô đơn. Thành ra cần một cái người để tâm sự, một người để chia sẻ. Thành ra là ngày mai có thể cưới luôn đó. Dạ, thật ra con cũng chia sẻ luôn là con thật sự là cũng sống là con cũng quan trọng là về cái tình mặt tình cảm á. Thì con tới nay cũng 21 tuổi, nói chung là so với người lớn thì mình vẫn còn nhỏ. Nhưng mà thật ra là con thấy 21 năm á, con cũng muốn tìm một người có thể là ở bên cạnh của mình, có thể chia sẻ những điều trong cuộc sống á. Nhưng mà con tìm không được. Kiểu vậy, giống như là mình thấy là kiểu khi mà gặp một người á, mà mình kiểu mình cảm thấy mình cảm mến người ta, thì người ta lại không có cảm tình cảm với mình. Nhưng mà khi một cái bạn nào đó, bạn có tình cảm với mình á, thì tại mình lại không có nhận được, kiểu cảm nhận được là mình có tình cảm với người ta. Nhưng mà hôm nay thì ở đây có cơ hội được gặp bạn Trí thì con thấy cũng rất là vui. Có cả hai đúng không? Ủa khoan xí xí, hỏi anh ơi. Hỏi đi. Ủa bình thường về cô đơn lắm hả? Thiệt mà. Cái đó là mình chia sẻ rất là thật. Tức là khi mà chú về nhà đó, có những đêm quay về 1-2 giờ khuya, chú vào thì con chú ngủ rồi, bà xã lo cho con ngủ rồi, nhà chú có ai đâu. Chú vào chú lủi thủi ra sau bếp múc tô cơm ăn, hay là tự nấu mì tôm ăn. Rồi sáng sớm 4-5 giờ sáng chú dậy chú phải đi làm rồi, tại vì chú làm rất là nhiều công việc. 5 giờ sáng dậy thì chưa ai dậy hết, chú lại lủi thủi tự dậy. Thậm chí nếu mà nấu ăn được, nấu mì tôm ăn được thì ăn, còn không đi tiếp tục ra ngoài ăn sáng một mình. Và cứ công việc như thế nó cuốn. Gần như là cuộc đời nghệ sĩ chúng ta phải cô đơn trong chính cái ngôi nhà của mình. Điều này là không phải mình chú đâu, mà chú nghĩ rất nhiều nghệ sĩ gặp phải. Con bây giờ nè, con đi làm đi, đóng phim đi, có bao giờ về trước 10 giờ đâu, có bao giờ con đi trước, gọi là đi gọi trước 7-8 giờ đâu, sau 7-8 giờ đâu, toàn là 5-6 giờ sáng đoàn phải di chuyển rồi. Gần như 20 năm nay chú đóng phim như thế, đóng kịch như thế, chú làm chương trình như thế, có đêm quay 1-2 giờ sáng. Đó là cái tình hình chung nghệ sĩ. Thành ra thấy người nghệ sĩ trên sân khấu vui như thế, nhưng đôi khi họ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô đơn trong chính cái tình cảm của mình. Nếu chúng ta vượt qua điều đó thì chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Chúng ta sẽ tìm cách để bù đắp những điều đó. Có những ngày ở nghỉ đó, mình tranh thủ, có những ngày không quay, có khi mình chơi với con, với vợ tới sáng đêm, thậm chí là mình tìm những lúc nào đó mình đi du lịch cùng gia đình để bù đắp cho gia đình. Nếu như người nào mà yêu nghệ sĩ, quen nghệ sĩ mà không chịu được những cảnh đó thì thật sự nó cũng khó lắm á. Không hiểu nhau cũng khó lắm á. Tại vì người nghệ sĩ ít dành thời gian cho gia đình lắm. Con thấy con sáng con đi làm con cười cười vui vui vậy thôi, chứ tối con về con vẫn vui như thường. Tại vì con thật ra không nhiều công việc lắm. Nhiều đi rồi con sẽ biết điều đó. Thật ra con cái chú Quyền Linh nói rất là đúng. Chị nói giỡn thôi chứ người nghệ sĩ đúng là cô đơn lắm. Tại vì ở ngoài với xã hội, với bạn diễn, có thể là đạo diễn ở ngoài với bạn diễn, với quay phim, với đủ thứ người, nhưng mà về nhà không có ai. Nhưng mà có cái là em quen đạo diễn nha, quen nghệ sĩ là phải chấp nhận về cái việc thời gian, phải hiểu và thông cảm. Có những hôm á, nghệ sĩ bệnh cũng dám nghỉ nữa, không được nghỉ nữa. Huống hồ chi là bạn gái bệnh thì chắc cũng không dám nghỉ đâu, cái này nói thiệt. Nên là phải hiểu những cái điều đó. Em là bạn gái bệnh em sẵn sàng bỏ công việc. Nhưng mà không nên. Em được. Nhưng mà thí dụ như diễn viên là không, diễn viên đâu được. Thí dụ như chú đi. Ví dụ hôm nay quay hình nè. Xin lỗi nha. Ông nội mất, bà nội mất. Chính xác. Cũng không thể bỏ về được. Chúng ta đã từng thấy những cái cảnh nghệ sĩ gia đình họ mất, họ không về được, họ vẫn diễn trên sân khấu, họ vẫn cười. Thí dụ như Hiếu Hiền chẳng hạn, mẹ mất nhưng vẫn diễn một vai làm cho mọi người cười trên sân khấu và vẫn phải cố gắng cười, sống hết vở diễn ta mới về. Đó là những cái nỗi buồn của những người nghệ sĩ. Sau tấm màn nhung là rất nhiều cái nỗi buồn đó. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận điều đó thì chúng ta vượt qua điều đó, chúng ta rất hạnh phúc thôi. Không có gì hết.
chúng ta hạnh phúc với những gì chúng ta đang có là được. Đấy, nói như thế để con hình dung được đúng cuộc rồi. Đời nghệ sĩ thế nào, và Trí cũng là như vậy đó. Đó. Nên là phải đừng bất ngờ về những cái khoảnh khắc như vậy. Nhưng thật ra quay nghệ sĩ cũng thú vị lắm con. Thật ra thì con cũng có thể hiểu được. Tại vì con, thật ra là con cũng có tham gia. Nói chung là nghệ thuật thì nó hơi lớn. Nhưng mà con có đi diễn, con diễn minh múa. Vậy là bữa nay con rung quá, con không diễn được cho mọi người. Thôi vậy là con hiểu rồi. Thật ra thấy con còn nhỏ, thành ra chú phân tích hết tất cả mọi thứ về nghệ sĩ cho con hiểu một chút. Để con đưa ra quyết định cho nó chính xác ha. Ok, rồi. Chuyện đó hai bạn. Bây giờ Trí tiến tới đi. Đấy, nắm tay bạn gái nào. Chúng ta trao nhau một chút xíu về cảm xúc. Hãy nhìn nhau. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Thấy cái gì trong mắt nhau, cảm xúc thế nào trong phút này. Hãy nói lên tất cả những điều đó với người đối diện. Ngày hôm nay thì đứng trước một cô gái xinh đẹp như em, đứng trước tất cả mọi người trong trường quay, chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh, thì cũng cảm ơn chương trình vì đã có xe duyên cho anh và em được gặp nhau. Thì hy vọng là mình có thể tìm hiểu sâu hơn và có được một cái câu chuyện đẹp. Biết đâu được câu chuyện này sau này anh có thể viết thành một kịch bản, có thể viết thành phim giống như MV ngày đầu tiên của anh Đức Phúc đã làm được. Dạ. Rồi con gái nói đi. Dạ. Thật ra thì em cũng đang rất run quay, cũng không biết nói gì, nhưng mà mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên rồi. Chung là có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu, nếu mà được thì mình tiến xa hơn, còn không được thì mình làm bạn.